bạn thì giờ mình sẽ chạy một vòng ở Long An, chiều Long An buổi chiều chứ bạn. Thì cái tour bên đây là tour hành chính phường 6 thành phố Tân An. Chiều người ta khu này thả diều vừa đông vui lắm các bạn. Khu này đông lắm. Giới siêu giàu người ta đây, ta chơi ngoài đây này. Đi ô tô không. Còn quỹ đất ở Tân An còn rất là nhiều các bạn, nhiều lắm. Còn bên đây là khu hành chính, còn mình chạy qua khu bên kia cho bạn coi cái khu dân cư bên kia. Mưa tới luôn. Cái này đang thành phố Tân An đang làm bờ kè các bạn, bờ kè sau này làm cái này nó đầu đẹp lắm á. Còn chiều chiều các bạn ra đi câu cá đây nhiều lắm rồi, quá là cần thủ ra đi câu cá này. Đây là cầu vàng ở thành phố Tân An các bạn. Cái khu này là khu Trần Anh, khu nhà ở. Chiều đi vòng vòng ngắm cảnh ở đó người ta cũng đẹp rồi, chỗ câu cá đồ đẹp. Rất là nhiều hạng mục ở đây để chơi giải trí này các bạn. Chiều dạo như công viên ngắm có bờ view sông rất là đẹp các bạn. Còn đây là cái khu nhà ở các bạn. Nhà ở đây rất là nhiều luôn. Còn khu bên đây là nhà dân, còn bên kia cặp sông dòng Cổ Tây các bạn. Để mình chạy ra sông cho các bạn coi. Khu đó là khu cặp cái sông các bạn, cặp sông. Mình sẽ đã chạy vòng vòng trong đây cho các bạn coi, đẹp lắm các bạn.
Rồi đây có bò, bò, có bò dí lắm. Đây dọc cái khu này là khu nhà ở thôi. Hiện giờ buôn bán ở đây rất là không có khách đâu. Chưa, ở Long An còn view, cái đường này view rất là đẹp các bạn. Chiều các bạn, cái đường này rất là đẹp. Còn cặp phía trước là thành phố Tân An là sông nha. Có cầu bên kia. Khi sông rất là đẹp ha, sông hồ, sông và cỏ tây các bạn. Mấy cây con cây cổ thụ quá trời bự luôn kìa. Đây toàn cây bự bự luôn à. Còn lên đây tới trên đây là cái thành phố lớn, có nghĩa là đường lớn rồi, để mình đảo vòng dưới kia cho các bạn coi cái khu phố mới. Quán cà phê này nó đắt lắm mà giờ dẹp nghỉ luôn rồi, thế quá. Đoàn cái khu này là cái khu kinh doanh các bạn. Cái này mà dọn dẹp sạch sẽ bạn nhìn rất là đẹp các bạn. Mấy cái đường mặt tiền này nè xây giống như cái khu vực Trần Anh này không luôn á, rất là đẹp. Để mình chạy một vòng cái khu phức hợp cho bà coi.
rất là đẹp các bạn, nhà cửa rất là nhiều, nhà cửa dạng như một kiểu như nhà phố các bạn. Ai về muốn về Tân An ở thì mua cái căn này, hộ này ở nha. Đây là khu vui chơi để giới thiệu các bạn ra giải trí đây nè, còn nhà quá trời các bạn. Đây là nơi an cư nè, nhưng các bạn phải có tiền đi làm, phải có tiền mới ở trong đây được. Trần Anh các bạn đi làm có tiền mới sinh sống ở đây được nha, còn không có tiền là thôi thua luôn á. Thì cặp với quốc lộ, đây là quốc lộ 6 đi đường Tiến Tránh của quốc lộ 1 các bạn, thành phố Tiến Tránh ở Tân An á. Khu nhà giàu đúng là thích thật các bạn. Bên đây là rất yên tĩnh nha các bạn, vô đây mua căn hộ thì ở rất yên tĩnh luôn á. Phía ngoài đó là bến lức đường Tiến Tránh á. Khu đô thị mới, trung tâm hành chính Long An. Đây cũng có một khu nữa các bạn, khu ở đây là khu hành chính nè. Đây là kiểu như đang xây dựng các bạn,
mấy quán đây thường thường nó không có đắt mà bên kia đâu. Xem xong các bạn, xem xong rồi nhà ở rất là đẹp. Ở đây chắc quy định lớp cắt bao nhiêu tầng lầu hết rồi. Nói chung là quán tiệm bên mở rất là nhiều, không biết mấy cái cống nó đi làm cái gì, chắc cống quá. Rồi thôi, bây giờ mình thẳng qua cái khu Tân An cũ các bạn về các bạn.